Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết lần đầu kiểm tra bánh mì được mang từ Việt Nam vào Đài Loan ngày 5 tháng 2 có kết quả dương tính với gen của virus dịch tả lợn châu Phi. Dù vẫn chưa xác nhận được nguồn gốc của thịt có trong bánh mì, nhưng bắt đầu từ 6 giờ tối ngày 15 tháng 2, triển khai kiểm tra hành lý xách tay của mọi hành khách đến từ Việt Nam. Trong 2 tuần, sân bay Đào Viên đã được trang bị 18 chiếc máy soi chiếu hành lý. Để phòng ngừa ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, chó nghiệp vụ vốn phụ trách công việc phòng ngừa ma túy sau khi được huấn luyện đã trở thành chó phòng dịch. Việt Nam hiện chưa bị coi là vùng dịch vì chưa thông báo với Tổ chức Thú y Thế giới. Liệu có phải virus từ Trung Quốc du nhập sang Việt Nam hay không thì còn đang điều tra. Đa phần hành khách đến từ Việt Nam không nắm được quy định hiện hành, bị phạt 30.000 đài tệ cho lần đầu vi phạm. Nếu Việt Nam trở thành vùng dịch, du khách mang sản phẩm thịt lợn từ Việt Nam nhập cảnh Đài Loan, lần thứ nhất sẽ phạt 200.000 đài tệ. Cơ quan phòng dịch cho biết với tổng số 22 sản phẩm thịt của Trung Quốc kiểm tra có virus tả lợn châu Phi cho thấy tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn đang rất gay go. Trên tàu, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt kèm theo khói đen kịt. Đây là con tàu câu mực xa bờ mang số hiệu Chuyên Rúng của Cao Hùng. Khi đang câu mực tại vùng biển gần đảo Phan Lan ở Nam Đại Tây Dương đột nhiên bị bốc cháy. Khi đó, trên tàu có tất cả 69 thuyền viên, trong đó có 4 người Đài Loan, 28 người Indonesia, 22 người Philippines, 8 người Việt Nam, 5 người Miến Điện và 1 người Trung Quốc. Con tàu gần như bị thiêu hủy hoàn toàn. Sở Ngư nghiệp Đài Loan lập tức xin cứu viện với Trung tâm Tìm kiếm Cứu trợ của đảo Phan Lan. Trong 69 thuyền viên thì có 64 người được cứu và được đưa tới nơi an toàn để điều trị, nhưng có 5 thuyền viên Philippines bị mất tích tới nay vẫn chưa tìm thấy. Theo Sở Ngư nghiệp, nguyên nhân bị cháy có khả năng do động cơ hoặc do ống dẫn dầu, nhưng nguyên nhân cụ thể phải đợi kiểm định xong mới xác định được. Trước đây có một số tàu câu mực xa bờ của Đài Loan cũng từng xảy ra tai nạn, như tàu Lái Trinh vào năm 2011 và tàu Sáng Phủ Xuân năm 2015. Trong đó có 49 người trên tàu Sáng Phủ Xuân bị mất tích đến nay vẫn không tìm thấy. Rất nhiều người Đài Loan sắp xếp đi du lịch nước ngoài vào đợt nghỉ cuối tháng 2 tới. Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh nhắc nhở, dịch sởi đang bùng phát và lan rộng, trong đó các tỉnh thành của Nhật gồm Tokyo, Kanagawa, Chiba, Mie và Osaka đều trở thành vùng dịch sởi thường và sởi rubella. Dự kiến dịch bệnh sẽ kéo dài tới tháng 4, tháng 5. Năm ngoái, Nhật Bản bùng phát dịch sởi rubella với tổng số 2.900 ca nhiễm bệnh trong cả năm. Theo bác sĩ cho biết, bệnh sởi rất dễ lây nhiễm qua các con đường gồm không khí, nước bọt hoặc tiếp xúc với nước mũi của bệnh nhân. Thai phụ và trẻ dưới 1 tuổi là nhóm có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Ngoài Nhật Bản, gần đây một số nước lần lượt xuất hiện các ca bệnh sởi gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Ấn Độ. Cho đến nay, Đài Loan đã có 12 ca bị nhiễm sởi trong năm nay. Bác sĩ nhắc nhở người dân nên tránh những nơi thuộc vùng dịch hoặc phải tiêm chủng vào 2 tuần trước khi xuất phát.